bạn khỏe không tôi vẫn ho nhưng tôi thấy khỏe hơn rồi hôm qua có đi chơi với vợ không hôm qua valentine nhưng vợ tôi không thích hoa vợ tôi thích quà không phải hoa vợ tôi thích tôi mua khóa học tennis chúng tôi đi chơi chỉ một chút sau đó chúng tôi ăn và uống rượu vang ở nhà bây giờ trời còn lạnh không ở áo vẫn lạnh buổi sáng âm độ lái xe có nguy hiểm không lái xe tới núi rất nguy hiểm tại vì tuyết nhiều lắm ở thành phố không có tuyết trên đường nên lái xe bình thường. Hôm nay bạn bận không? Hôm nay bận lắm. Phải làm việc cho dự án Ai Cập. Khi nào sẽ quay lại Ai Cập? Tôi sẽ quay lại Ai Cập vào tháng 5 tháng 4 năm nay. Ở Ai Cập có lễ hội và người Ai Cập không làm việc. Chỉ một số người làm việc một chút. Lễ hội này tên gì? Lễ hội này có hai tên. Tên thứ nhất là Ramadan. Tên thứ hai là Eid Ramadan là để nhịn ăn ban ngày và ăn mừng buổi tối buổi tối họ ăn rất nhiều trong vòng một tháng y là để ăn mừng trong vòng một tuần y giống như tết của việt nam sau lễ hội nhiều người lên ký bạn có tham dự lễ hội này lần nào chưa? Tôi đã tham dự lễ hội này rồi. Tại vì tôi đã sống ở Ả Rập hơn 20 năm. Bạn biết nói tiếng Ả Rập không? Có, tôi biết một chút. Tiếng Ả Rập khó học không? tôi nghĩ tiếng việt khó hơn tiếng việt cũng khó hơn tiếng trung quốc tại sao tại vì tiếng việt có sáu dấu và có rất nhiều âm thanh không có trong tiếng khác tôi nghĩ con nít có thể học tiếng việt tốt hơn người lớn